Kết quả bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 32 ngày 10 tháng 5. Chiều ngày 9 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam có màn so tài quan trọng gặp tuyển nữ Philippines thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại bảng A SEA Games 32. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đi tiếp ở bán kết SEA Games 32 dù nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển nữ Philippines. Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò Mai Đức Chung ở vòng bảng. Trận đấu còn lại của bảng A, nữ Myanmar đã có được chiến thắng đậm 5-1 trước nữ Malaysia. Bảng xếp hạng bảng A ngày 10 tháng 5. Bảng A bóng đá nữ đã kết thúc, ba đội Việt Nam, Myanmar, Philippines cùng có được 6 điểm. Nhưng chỉ có đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đi tiếp vào bán kết vì hơn nữ Philippines về hiệu số bàn thắng bại. Nữ Philippines và nữ Malaysia chính thức dừng cuộc chơi. Bảng xếp hạng bảng B ngày 10 tháng 5. Nữ Thái Lan và nữ Campuchia đã chính thức có được tấm vé đi tiếp vào bán kết sớm một lượt trận. Khi cả hai cũng có được 6 điểm, nữ Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Nữ Singapore và Lào đã chính thức dừng cuộc chơi. Và sau đây là lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ SEA Games 32. Vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 5, diễn ra hai trận bán kết. Trận bán kết 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà nữ Campuchia. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Theo dự đoán của giới chuyên môn, sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng dành cho các cô gái tới từ Việt Nam. Trận bán kết 2, đội tuyển nữ Myanmar sẽ gặp đối thủ rất khó chịu, đó là đội tuyển nữ Thái Lan. Nhiều khả năng sẽ có trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan.